Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực của mình. Hôm nay mình làm món cá thu diêm riềng xả ớt tỏi trong ngày thu mát trời ở Hà Nội. Món ăn cực đưa cơm các bạn ạ. Nguyên liệu mình gồm có bột canh, hạt tiêu, đường, một quả ớt thái nhỏ, 5 củ xả băm nhỏ, một củ tỏi băm nhỏ, một mẩu riềng thái hoặc giã nhỏ, một thìa nước mắm và cà thu mình đã lột vỏ để không bị tanh. Đợi dầu nóng, cho cà thu vào chiên vàng sơ qua các mặt thì cho ra. Sau đó ướp với 1 phần 2 các nguyên liệu kể trên, riềng, ớt, bột canh, hạt tiêu, mắm, đường, tỏi, xả. Trộn đều tất cả và ướp cá trong vòng 1 giờ đồng hồ để ngấm gia vị. Đợi dầu nóng, phi tỏi cho thơm. Thêm một bát nước lọc. Và dùng hết phần nguyên liệu còn lại. Thêm các loại gia vị. Quấy đều cho tan. Rồi thêm riềng, xả. Nước sôi thì thả cá thu đã ướp vào. Bật lửa nhỏ, om liu riu. Thi thoảng chờ mặt cá để ngấm đều gia vị. Đến khi gần cạn nước thì tắt bếp và cho cá ra đĩa. Vậy là món cá thu diêm riềng xả ớt tỏi của mình đã hoàn thành. Hương vị rất thơm, hấp dẫn các bạn ạ. Món cá diêm này ăn kèm với cơm nóng ngon hết ý các bạn nha. Các bạn ơi, các bạn hãy like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.